Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Hiện tại thì mình đang ở bên thế giới kết thúc để mình đi săn thêm một cái con boss Skeletron. Ôi trời, cái nón của mình nó lại đi kìa mấy anh Enderman rồi. Mấy anh đúng tội nghiệp luôn á, khi không cũng bị mình cà khịa nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong này để triệu hồi thêm một cái con. Ủa? À, chỗ này mình chưa khám phá, chẳng qua là nó mới lót thôi nên mấy con Sugar này nó chưa có tấn công mình. Mình sẽ tranh thủ mình đập luôn mấy cái lồng spawn ở trên này luôn. Tại vì lần trước mình lên đây á, mình qua đây là lúc nào mình cũng bị mấy con này nó cà khịa hết. Còn cái nào ở đây không? À đây, bên góc này vẫn còn một cái nè. Rồi, mình đã đập được hai cái lồng spawn trong cái chỗ boss rồi. Bây giờ là mình có thể thoải mái đánh boss mà không có bị cà khịa giống như lần trước nữa. Triệu hồi boss ra một cái. Úi, vẫn còn con này. Ngẫm đi. Rồi xong. Đánh bơm cảm tử với cái con boss này tiếp ha. Ê. Cái vỏ sugar mình có thể đội lên đầu nè. Giống như cái mũ vậy. Ồ, giờ mình mới biết luôn á. Thôi, giờ quấn nhanh cúp gọn với con boss nè. Một vài trái bơm cuối cùng thôi là mình sẽ tiêu diệt. À không, chính xác hơn là làm mất đi cái lớp giáp ở bên ngoài con boss thôi. Và lúc này là lúc nguy hiểm nhất nè. Mình có thể bị con boss nó tấn công một phát mà một chết á. Nên tốt nhất là mình bắn như vậy đi, cho nó bị tê liệt và nó không tấn công mình được. Mình sẽ có được thêm 4 cái Void Crystal. Với cái này thì mình có thể dư ra để làm thêm một cái khiên ha. Lúc đầu thì mình chỉ định làm giáp thôi, nhưng mà làm giáp thì hết 4 cái rồi, nên mình bắt buộc phải farm thêm để làm thêm cái khiên nữa, cho nó đủ nguyên một cái set luôn. Giờ thì mình sẽ vứt mấy thứ lặt vặt ra bớt và trở về thôi. Và cách trở về thì cực kỳ đơn giản. Đây, dụng cụ bí mật. Ui, mình nên đứng yên một chỗ để mình tạo ra cánh cổng là tốt nhất ha. Đó, nó đang đập để tạo ra cánh cổng nè. Đợi một xíu. Xong, cánh cổng tạo ra thì đi về nhà. Cực kỳ ui. Bình tĩnh. Bây giờ ban đêm luôn hả? Ồ, chính xác. Đi ngủ. Để mình lấy cái len cù 7 màu ra. Mình làm cái giường 7 màu, hôm qua mình chưa có kịp làm. Đây, hôm nay ngủ trên giường mới nha. Làm một giấc coi. Cái giường 7 màu. Nó ghiền liền. Ngủ. Úi xời. Ngủ trên giường 7 màu không biết sáng thức dậy có thành bóng 7 màu không đây. Không có, không sao. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái set đồ của mình ha. Cái set đồ cho random đó thì cần một chút cho random ở trong rương. Mình có đào lần trước đâu rồi ta? Ủa, mình nhớ mình có đào nhiều lắm mà. Cho random. Để mình tìm lại cái đó. Đây, mình cất ở đây nè, mình nhớ rõ ràng mà. Xong, mình sẽ lần lượt là làm cái nón. Đó, rồi tới cái áo nè. Xong rồi tới một cái quần. Và cuối cùng là một cái đôi ủng ha. Vậy. Rồi, như vậy thì mình đã được set đồ rồi. Mình sẽ lấy thêm ra cỡ một cái nữa thôi. Mình chỉ cần thêm một cái nữa là đủ để làm cái khiên rồi. Cái khiên thì đặt theo công thức giống như cái khiên kim cương lần trước thôi. Đó, mình sẽ đặt như vậy ha, là mình sẽ được nguyên một cái set giáp và một cái khiên luôn. Kiếm thì mình không có chế tạo đâu, tại vì nếu mà chế tạo thì mình phải tách cây kiếm dòng enchant từ cây saber của mình ra, nó rất là mất nhiều kinh nghiệm luôn. Mình không muốn như vậy. Và công đoạn cuối cùng của mình là cường hóa cái set đồ này lên cho nó tốt hơn thôi. Và xét về cái độ kiểu như là độ chống cự thì cái set đồ cho random này nó tương đương với set đồ bằng Enderite của mình đó nha, không có yếu hơn đâu. Chỉ có điều cái này nó khác màu với nó có độ bền thấp hơn một xíu thôi à. Hôm nay mình sẽ test thử với cái set đồ mới này, hy vọng là nó sẽ phòng ngự tốt một xíu ha. Rồi, giờ thì đi quẩy thôi nào, tiếp tục hành trình. Mình còn một cái thế giới chưa khám phá, đó chính là thế giới
Everbright nè. Nhưng mà trước khi qua thế giới này thì để mình làm một cái thành tựu ở đây cái đã. Mình cần phải chế tạo cái khói tên là Light Dark. Cái này thì làm từ những cái Cold Deep Stone. Những cục đá này phải đào rất là sâu dưới lòng đất thì mới gặp được. Chắc phải có một chuyến đi mai tích dưới lòng đất rồi thì mới có thể tìm được những cái khói đó. Ok, giờ thì chắc đi đào luôn thôi. Tranh thủ tranh thủ đi đào rồi chúng ta còn đi khám phá những thế giới khác nữa. Đây rồi, nó đây rồi. Tính ra nó cũng không quá khó tìm đâu. Mình chưa khó mình tìm trong những cái hang ở sau sau một xíu. Úi trời trời, bao phù thủy. Cấp độ 2 nhá. 2 sao. Phù thủy 2 sao. Phù thủy 2 sao này rất là trâu luôn. Mình cầm saber mà chặt một cái không ngẫm mà. Để coi cái cục. Cục đá đó còn ở đây không? Cục đá thôi mà nó khó tìm như một cái lựu quặng vậy đó trời. Thực sự luôn á. À kìa, đây rồi, đây rồi. I see you. Ở đây thì một cục nữa và đằng kia thêm một cục nữa kìa. Là đủ rồi. Mình đã có đủ ba cái cục Cold Deep Stone này để mình làm ra cái công thức chế tạo rồi ha. Đâu, coi lại coi nó còn thêm gì nữa. Hát diệm thạch với mấy cọng dây xích hả? Ok. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà những bao phù thủy rất ưa xuất hiện luôn á. Ở đây có kim cương nữa nè. Thử dân mai nào. Đây bây rồi, đây rồi. Dạ tài sáo của tôi đó. Ui sao ra có hai viên kim cương vậy? Trời đất ơi, gia tài 6 mà đào giống như đang cầm gia tài 3 vậy á. Miền đét ơi, mang tiếng gia tài 6 cho nó oai thôi. Chứ đào nó cũng không có hơn gia tài 3 là mấy đâu. Giờ thì làm dây xích ha. Ủa đúng không? Đúng như vậy trời. Mình coi cái công thức cái khói đó đi. Để mình ấn cái cộng dây xích kia. Tại vì mình đặt công thức công thức này thì nó ra cái cộng dây xích gì lạ lắm. À đây nè, mình có thể chỉnh công thức ở đây. Ok. Hú hồn con tròn. Rồi mình cần hai cộng dây xích thôi. Rồi thêm hát diệm thạch nữa, đừng nói hết nha. Đây. Rồi, gắn vô thôi. Là mình sẽ tạo ra được cái được gọi là Light Dark. Và cái này thì mình cần phải chuột phải với cái cục kim cương để đi tới thế giới kiểu như là tối thui á. Và kim cương thì mình cũng có một viên ở đây. Ôi mình có sẵn ở đây luôn nè. Ok. Giờ thì đi xuống tiếp dưới lòng đất thôi. Ủa mình ví dụ mình không đi xuống dưới lòng đất, mình ở đây mình có đi được không ta? Chụp phải vô. The block need put a bedrock. À mình phải đặt ở. Ấy. Vỗ tay. Cái gì? Nó hư rồi. Ôi, chơi ngu của tưởng rồi. A few moments later. Đúng là rảnh rỗi sinh năm nổi mà bó tay mình luôn á. Rồi, giờ vác cái cục này đi xuống chỗ bedrock thôi. Mệt mỏi à. Cái gì chứ phá là mình giỏi lắm nha. Nói chuyện phá là mình là chùm luôn á. Đi, giờ kiếm chỗ bedrock và mình đặt cái khối này để mình đi xuống ở dưới The Deep Dark á. Ở đó như nó cũng có một cái phần nhiệm vụ riêng nè, đây nè. Đó, ok. Đi thôi nào. Đây rồi, bedrock đây rồi. Mình sẽ bắt đầu đặt cái cục này xuống. Đây. Cho viên kim cương vào. Đó, nó lắp viên kim cương vô giữa nè. Đó, như vậy thì mình đã đi vào thế giới The Deep Dark rồi ha. Ủa mà đây tối thui vậy? Mình không thấy gì luôn á. À đây rồi nè. Ui nãy mình bị mắc kẹt à. Và công đoạn cuối cùng của mình là đi đào thôi. Để hy vọng là gặp được một cái hang ha. Ui đây rồi. Hang đây rồi. Nhưng mà đây không phải là những con mình cần tìm. Cái con mình cần tìm nó tên là... Ui để nhận cái này nè. Nó tên là Scoop. Scoop Spy. Cái con đó không phải con này là những cái con Ray rồi. Hình như mình đào tới một cái công trình.
Rồi chuẩn luôn. Mấy con này là sì cút đúng không? Đúng rồi. Nguyên một cái chỗ đẻ ra sì cút luôn. Vô động sì cút rồi. Im. Đẻ nó đẻ ra tiếp cơ. Quá nhiều sì cút luôn. Sì cút mạnh với sì cút yếu đầy luôn á. Để mình đập mấy cái lồng này bớt nè. Mình tiêu diệt được rồi, mình thăm xong nhiệm vụ chưa? Không phải con sì cút này hay sao á. Cái con mình cần tìm là con tên sì cút Sbi. Con này chỉ là sì cút zombie thôi, chứ không phải là sì cút Sbi ha. Rồi vậy là phải tìm con khác nữa. Ủa mà trong công trình này không có rương hả ta? À nó có dấu đồ, nó có dấu đồ. Oh my god. Nó giấu khối vàng với khối kim cương ở dưới. Ê à, mấy con này ranh ma thiệt. Ranh ma nè, chơi giấu đồ. Bị mình phát hiện liền. Giấu với chúng tôi. Hình như đạp vô một cái loại cỏ này thì mình sẽ bị mù lò nè. Nên phải cẩn thận hơn nha. Có một điều mà mình không muốn ở đây nữa, đó chính là ở đây có rất nhiều những con kìa. Con này có con gì nữa? À đây là con Scoop Sbi nè. Thì ra Scoop Sbi là cái con mình. Ui, mình quấn nhầm. Đằng kia còn con nữa cơ. Scoop Sbi là cái con mà cái đầu của nó có cái viên ngọc, cái mắt của Ender đó. À ra là vậy. Mà dưới đây nó nhiều con zombie quá, thành thử ra lắc máy luôn á. Mình sẽ sử dụng phi tiêu tử thần để mình giết hết bọn chúng. Quá đã luôn. Được á nha, vô đây mình sử dụng phi tiêu là hợp lý luôn á. Kìa. Nó nảy từ con này qua con khác á. Nó giết cả đống zombie luôn. Quá im. Ui con này một sao thì cũng chết thôi. Chết. Thôi. Sáng lên. Rồi tiếp tục. Qua đây sử dụng phi tiêu là đúng bài luôn á. Ôi phóng một. Nó. Quá dữ. Ủa vậy là bây giờ mình chỉ cần tìm con Warden nữa là mình xong cái phần nhiệm vụ bên thế giới Deep Dark rồi đó. Con Warden hồi nãy mình gặp được có đúng một con thôi. Tới bây giờ là mình hết gặp rồi. Có vẻ là tìm con đó khá là khó ha. Vậy mà hồi nãy mình gặp được trước. Nè, đây còn con Warden nữa nè. À, nhầm. Con Scoop Spy. Ui cái gì á? Ui da, mình bị mù lò rồi. Cái gì tấn công mình á, cái mình bị mù lò rồi. Mình đứng yên thì mình không sao. Chắc tại con này. Chắc tại nó đó. Tiếp tục là một cái công trình trong lòng đất rồi. Ui, có Warden ở đây luôn hả? Ghê vậy. Búp sức mạnh là mình one hit con Warden cho các bạn xem. Mình one hit nó cho các bạn xem. Warden này, còn con Warden đây nè. Warden. Ui, học một ít không chết nó nổi. Hình như cái hit đầu tiên là hit mạnh nhất hay sao á. Mấy sao thì học không one hit nó nổi. Rồi mình sẽ tranh thủ mình đập cái lồng spawn đi. Ui da, mấy cái con này đánh đau quá. Búp sức mạnh lên, dùng phi tiêu nữa. À, mình có thể kết hợp với phi tiêu luôn hay sao kìa. Ui hay vậy. Mình vừa kích hoạt phi tiêu mà mình vừa kích hoạt cái Power Shaker lên vẫn có thể được nha. Ui đây còn lồng spawn đập luôn. Và trong công trình này, nét đặc trưng của nó là lúc nào cũng có cất những cái khối khoáng sản nha. Rất là xịn luôn. Được thật sự. Nè mình thấy khối sắt nè. Khối vàng nè. Và phía trên cùng thì nó giấu khối TNT luôn. Ủa gì? Khối kim cương luôn. Quá ghê. Đây thì có dấu tiếp tục là sắt vàng với kim cương ha. Đó, nó chơi mà nó giấu gì đó. Ở đây thì hết dấu rồi. Đấy công trình nó nhỏ vậy thôi. Nhưng mà nó cho mình rất là nhiều khoáng sản xịn ha. Gì mà chứ lúc đầu mà kỹ khó khăn qua bên thế giới này là về phát là giàu liền luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đầu tư một cái máy này.
để mình có thể nghe được nhạc ha. Công thức của nó thì đơn giản thôi, như vậy nè. Rồi, nghe thử cái đĩa nhạc này coi coi nó ghê rợn đến mức nào. Ui, nó không ghê mà giống như nó nhạc để quẩy vậy đó. Kỳ á, mừng hụt men. Mình tưởng ghê ghê để mình nghe, mình giả bộ mình sợ đồ chứ. Nó như nhạc quẩy thì sao mà được. Rồi, cất mấy cái khoáng sản mình tìm được trong ngày hôm nay ha. Và như vậy thì mình đã xong cái thế giới đờ tiếp đát rồi. Và phần thưởng cuối cùng của nó là một cái sao nè đờ. Nên mình mới cất công mình làm cho xong cái nhiệm vụ á chứ. Xong, cất cái sao nè đờ vào trong. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tới cái công trình. À không, một cái thế giới còn lại ha. Đó chính là thế giới Ủa hôm bữa mình cất mấy cái cục kia ở đâu vậy ta? Chưa, đợi mình xíu mình tìm lại cái đó. Mình để đồ bừa quá giờ phải tìm lại nữa. Ở đây nè, đây nè, đây nè, có rồi. Khỏi cần tìm nữa. Đây, đi xuống dưới thôi. Làm một cái cánh cổng bé bé xinh xinh ngay chỗ này ha. À, đập ra. 1, 2. Rồi, xây lên. 1, 2, 3. 1, 2. Xong. Kích hoạt lên rồi đi thôi nào. Cái thế giới này là thế giới Every Bright. Và... Ủa? À, cái thành tựu này mình chưa lượm á. Lượm luôn. Và bây giờ thì mình cần phải qua đó và tìm 4 cái dungeon cây nữa. Cái này mình có nên mua trước mấy chìa khóa không ta? Thiệt luôn á. Để em thôi quăng bển tìm được 3 cái rồi mất chạy về. Rồi mua thêm một chập nữa thì mệt lắm. Thôi mình chuẩn bị trước đi ha. Mình đi mua chìa khóa sẵn. Rồi có gì mình qua đó mình tìm thêm 3 chìa khóa nữa là vừa đủ để mình đánh cái con boss luôn. Như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian của mình hơn. Đi. Đi lẹ nào. Tranh thủ ha. Hy vọng là qua bên đó mình sẽ kiểu như là nhanh chóng tìm được chỗ. Ê bậy rồi bro. Ê chơi thả anh ta giữa biển trời. Ui gì á chơi lợi. Nó chơi nó thả mình giữa biển luôn rồi. Buồn gì fan. Chơi vậy là mình mốt chơi dưới dế đi nha. Chơi mà để người ta giữa biển gì đó. Không có đem cái xuồng nữa. Và đi một hồi thì mình cũng đã lên được đất liền rồi. Trên đất liền nó có những cái con gì nhìn giống con cua vậy. Ê. Đúng rồi, nó là con cua đó. Con cua này muốn làm gì hả gì? Cho ăn phi tiêu. Cho nó ăn phi tiêu. Ui con này trâu lắm. Ui nó không có rơi ra thịt cua. Kìa đằng kia còn con cua nữa cơ. Con này cua hùm hay sao á, bự lắm. Mà mình farm thì nó lại không có rơi ra thịt cua nha. Con này mà rơi ra thịt cua chắc ăn 5 ngày chưa hết á. Cua bành kỳ luôn mà. Ui nó không có thịt. Lạ vậy. Hay là tại vì mình dùng vũ khí của thế giới khác nên nó không cho mình lượm đồ ta. Như vậy thì kỳ quá. Coi coi mấy bác dân làng thân thiện này có gì quý giá không. Mình xin chút về mình làm kỷ niệm coi. Ui cái lò này cái lò gì á. Ui giống cái lò nấu nướng vậy. Nhà mình đang thiếu cái mấy cái này nè. Hổm ngày nung bằng lò nung không à. Không có nung bằng mấy cái lò xịn như vậy đâu biết. Mượn luôn. Ui bên đây có mấy em trâu hay sao nè. Nhìn giống con trâu ngay luôn á. Azufor. Không có cửa được ha. Nhìn mặt đúng ngố luôn á. Không hiểu luôn. Không có rương. Nè lại là có lò nữa nè. Ủa lạ thiệt. Chỉ có mấy cái lò đó thôi à. Bàn chế tạo. Chắc là bên đây không có mấy bác hở ràng rồi. Ờ tiếc cho ngôi làng này là không có bác hở ràng á. Ok không sao. Giờ thì mình đi tiếp thôi nào. Trước mắt mình đợi con gì mà nó điên thui thui lùi vậy. Đen như cục lọ luôn. Tên tuổi không biết như nào. Ui con này giống như con gấu vậy. Mình quấn cho nó bị làm choáng cái đó. Y gan con gấu luôn. Nhưng mà nó đen thui thui lùi à. Tính ra bên đây nó còn nhiều nhiều cái con vật mới hơn là bên thế giới Every Down á.
Nè, còn có những cái con cừu nữa nè. Cừu mà cái sừng nó xoăn tít lò xo luôn nha. Cái sừng nó xoăn tít lò xo luôn kìa. Lạ thiệt. Cái này lần đầu mình gặp luôn á. Công trình nơi nguy hiểm nhất là nơi cần phải được khám phá nhất. Ồ, ở đây nó có những con dơm bay bị đóng băng nè. Nó còn cho mình khoáng sản nữa. Những con dơm bay bị đóng băng. Ghê thiệt. Thức ăn, sách cường hóa. Cái lò khoáng sản này mình có thể làm được cúp không? Mình chỉ làm được những cái khối. Không không, nó không làm được cúp nha. Hình như nó có cái lòng spawn đâu trong đây thì phải. Chuẩn luôn. Thôi thôi thôi, tiêu diệt lễ. Rồi. Thành công. Vẫn còn hướng khác nha. Ui. Úp sọt, nó định úp sọt mình hả gì? Sách, đồ ăn, các thứ á. Tiếc ghê luôn á, cái loại khoáng sản này thì không có làm được vũ khí hay là áo giáp gì hết. Hình như cái loại này thì có thể làm được. Ok, lầm. Đi về chỗ khác. Mình đập những cái lòng spawn tốn rất là nhiều thời gian á. Thế nên bây giờ mình thông thêm đập luôn. Mình vô mình loot đồ xong rồi mình tiêu diệt mấy con này rồi chuồn ha. Để tiết kiệm thời gian. Đó. Mình phải chặt tới 3 hit thì mới chết được nó. Rồi hết đồ rồi. Như vậy thì công trình này chỉ là một cái công trình nhỏ thôi á. Chứ chưa phải là công trình chính thức ở bên thế giới này đâu. A few moments later. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Và tích cực tìm thì thế nào cũng có được ha. Và ở cái vùng băng này ngoài ra còn có cái con này. Nó như là hổ đăng kiếm vậy. Nè, nó vồ mình kìa. Vồ đi ta né. Ui, né không được rồi. Né không được thì mình quýnh cho nó choáng. Xong rồi mình phóng phi tiêu nó. Phóng phi tiêu nó liền. Ghê thiệt. Nó giống như là nó đang săn mồi vậy. Nó vồ mình, nó lạng lách đánh võng các thứ. Như thật ấy. Ủa rồi cái đường vào công trình này đâu vậy? Mèn đét ơi, cái đường vào nằm tít trên chảnh lận. Để mình mò cái đường lên cái đã. Mệt ghê. Cái đường vào nó xây cho cao lên như vậy nè. Người ta mò ở dưới là cái làm gì có đường đi đâu. Lừa nó. Rồi vô đây, mình chỉ cần loot một cái chìa khóa nữa thôi. Là đủ rồi. Ồ, thằng này chưa có chìa khóa. Lên trên xíu nữa. Thằng này có chưa? À, thằng này hình như có nè. Đây, chính xác. Một cái chìa khóa nữa là đủ rồi. Đủ 4 chìa khóa để mình có thể nhận được cái phần nhiệm vụ ở đây. Rồi, massage cho em mèo này coi. Mình có cách nào để cho em mèo này đừng có cờ giật nó không ta? Mình không có đập được. Để mình gán mình tiêu diệt cái tên này tên gì? Tên Summoner này. Mình giải cứu cho em mèo cà giật tội nghiệp đó. Ở đây thì coi, khỏi đi. Lên đánh cái tên Summoner này luôn cho nhanh. Lên. Kích hoạt. Rồi, xong. Tới cái cục kiệu rồi. Ui. Triệu hồi. Mình sẽ phóng phi tiêu. Ủa nhưng mà hình như phi tiêu không có tác dụng với cái tên Summoner này. Nhưng mà không sao, kiếm mình thì có tác dụng đấy. Này thì láo nháo. Ta còn có cung đấy, cung hơi bị mạnh. Nó dùng phép thuật tấn công mình nên mình chỉ cần núp cột thôi là được. Nhưng mà những cái tên đàn em của hắn thì khá là khó chịu ha. Nên mình phải giết luôn những tên đàn em của hắn. Tránh mối hiểm họa. Phép thuật của hắn khá là mạnh luôn. Mình không có đem theo cuốn sách phép từ cái tên Alchemist rồi. Đàn em, mình sẽ tiêu diệt những tên đàn em của hắn trước. Bây giờ chỉ mới là giai đoạn hắn tấn công thôi. Chưa tới giai đoạn hắn phòng thủ đâu. Máu hắn mà xuống nửa cây là hắn còn có cái thể hồi phục nữa đó. Bắn nè. Cái con này yếu mà gãy gió. Rồi, mình đã đánh được nửa cây máu của hắn. Và những cái con đàn em của hắn bắt đầu đổi sang chế độ tấn công rồi kìa. Màu đỏ rồi, hết là màu xanh rồi. Summoner nè. Dồn hắn vô góc combo hắn luôn. Dồn hắn vô góc luôn.
Khi hắn nửa cây máu thì mình chỉ cần cơ vô hắn trong góc là hắn chắc chắn sẽ chết ha. Rồi. Mình sẽ được một cái trophy của hắn nè. Một cái túi. Để coi mở ra cái gì. Được một cái cục này. Cho mình thêm cái tốc độ. Ok. Khá tốt. Giúp mình chạy nhanh hơn á. Và còn gì khác không? À mình còn có một cái bàn nè. Summoning table. Mình cần phải cho cái này vô. Rồi cho cái gì vô đây nữa? Không biết nữa. Cái bàn này như có công dụng riêng á. Thôi lượm về trước kẻo mất. Rồi còn gì khác nữa không? Hắn còn cho mình thêm gì không? Hình như hết rồi. À hắn còn cho mình một cái cây spear nữa. Cái cây này mình dùng giống như cây đinh ba vậy á. Mình phỏng mơ rồi. Ghê nha. Và nó tự động rút về hay sao á. Chính xác luôn. Nó có sẵn cái dòng lòng trung thành rồi á. Phỏng lên trên kia. Một xíu thì nó sẽ rút về. Nhưng mà rút về khá là chậm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tìm cái em mèo tội nghiệp mình giải cứu rồi đó. Mình chữa cái bệnh cà giật. Ui. Ở đây có... Wow. Phóng một cái chết tên cướp dân làng luôn. Ủa cái tên cầm rìu luôn. Headshot. Chết. Phóng một. Lại đây. Ngươi lại đây. Hung dữ hả? Hung dữ nè. Xiên vô mông liền. Hắn rơi ra cây rìu luôn á. Quá là ghê. Rồi. Bây giờ thì tìm em mèo giải cứu coi. Đừng giật nữa em ơi. Thôi đừng có giật nữa. Ui. Thôi để mình vô mình giật chung cho vui ha. Mèo giật thì mình cũng giật luôn. Cái này mà để cái khối nhạc ở đây thêm bài nhạc giật từ cái đĩa nhạc cũ thì thôi rồi luôn á. Làm nguyên một cái chỗ để quẩy luôn. Và tính ra cái set đồ này nó phòng ngự cũng khá là tốt đấy chứ. Độ bền cũng tương đối nè. Mặc dù cái chỉ số độ bền ở đây có 2 thôi. Nhưng mà mình dùng tới bây giờ vẫn thấy nó khá là trâu á. Và cái khiên nãy giờ còn chưa có hư nữa. Tính ra cái này cũng không thua kém gì Enderite đâu. Được, 10 điểm nha. Và cái trophy này thì mình sẽ treo lên luôn. Đặt xuống ha. Mình sẽ đặt cái trophy này. Ồ chắc đổi góc đi. Đặt qua bên này. Đó, cái này là có con Summoner. Nó là hình một cái cuốn sách ha. Con Alchemist là một cái cuộn sách. Còn Summoner là hình cuốn sách. Ok. Cái gì? Tự nhiên đằng kia có con hai ra. Ôi trời. Con Enderman này hung dữ. Hung dữ nè. Đằng kia mình thấy có con hai ra nhưng mà nó bị cụp hết mấy cái đầu rồi. Và tên Summoner còn cho mình quyển sách nè. Mình sẽ thử tấn công hắn nha. Coi. Tấn công con rắn này coi có mạnh hay không. Ghê chứ. Trưởng phép đấy. Đừng có đùa. Trưởng phép nè. Đó. Ui mà không xin nhớ lắm. Mình sẽ phóng phi tiêu. Phóng phi tiêu nó. Cục hết mấy cái đầu luôn. Cục đầu mà sao nó vẫn sống vậy. What the hell. Ui nó mọc lại đầu. Ảo thiệt. Thôi tấn công nó lại. Đừng để nó sống. Ghê nha. Ui cái con đó nó cục hết đầu nhưng mà nó vẫn bò trường để nó tấn công mình kìa. Ghê thiệt. Xít nữa thì bị nó hù rồi. Rồi và vô đây thì mình gặp được một cái chỗ này. Có thể cho mình một chút đồ đó. Nếu như mình tìm kỹ. Đấy có thêm táo vàng ăn ha. Bán sản các thứ nè. Ô, totem. Được. Totem rất là tốt á. Ngọc lục bảo. Đó rồi. Và cánh rừng bao báp này tương đối là rộng nha. Đây là chỗ mà lần trước mình tìm được bộ tộc OT nè. Và cạnh cánh rừng bao báp là một cánh rừng nhiệt đới luôn. Trùng hợp thì chứ. Ôi trời, con gì mới rớt cái bẹp từ trên xuống vậy. Mấy con này cứ gài. Nó thích rớt như vậy lắm nha. Rớt xuống chết queo luôn mà. Ở đây có mấy con tinh tinh nữa nè. Mà thôi đi, đừng cà khỉ tinh tinh. Nó giận lên nó đấm mình không chịu phát nào đó.
Cái con tinh tinh này nó cục xúc lắm. Đây là một cái hang hả? Ủa cái hang nhìn ghê vậy. Nhìn từ xa thì mình thấy đằng kia nó có một cái căn nhà có cái thiết kế rất là giống những ngôi nhà ở bên Nhật Bản á. Không biết đó là ngôi nhà hay là một ngôi đền nữa. Cùng nhau qua đó kiểm tra nào. Hình như đây là một ngôi nhà. Ui đẹp thiệt sự. Không biết cửa nó chỗ nào, mình cứ đi vô đường cửa sổ trước đi. Ôi trời. Tính ra cái cửa nó cái bên luôn á. Bắt đầu đồ đạc trong đây thì còn nguyên nguyên. Ôi mình bị dính hiệu ứng gì nè. Serenity. Ủa hiệu ứng gì á? Ủa hiệu ứng này có sao không vậy trời? Mèn đét ơi, Serenity Google dịch là thanh thản. Cái vụ gì đây? Thôi mà đừng có cho tôi ra đi một cách thanh thản nha. Đừng, tôi còn muốn đi khám phá nữa. Đừng mà. Ui ghê quá, tôi té. Không vui. Tự nhiên người ta đang khám phá mà cho người ta thanh thản làm sao? Bỏ đi. Ui, đằng kia còn có một em gấu panda nữa kìa. Đi, qua bên đó thăm hỏi em gấu panda coi. Hình như gấu panda thích ăn tre đúng không? Ăn trúc đúng không? Đây có mấy cây tre nè. Mình hái vô. Cho panda ăn. Hơi bị đã luôn á. Đó. Ăn no một hồi là panda sẽ nhào lộn các thứ luôn. Hip hop nè vào đây luôn. Ăn đi em. Đúng rồi. Ăn đi. Rồi hip hop đi. Hip hop nè vào đây đi. Nhào lộn nè. Chưa cái này gặp bạn thì panda mới kiểu như là giỡn đùa được. Còn mình chắc là chưa. Ui có gì đấy. À con sư tử núi. Sư tử núi. Mình đợi xíu coi panda có hip hop nè vào đây không. Nhào lộn cùng mèo rồi chống đầu xoay mòng các thứ. Chắc hơi lâu quá. Thôi đi tiếp đi. Ở bên đây nó còn có một cái chỗ cho mình thêm một chút đồ nữa nè. Hình như trong này lúc nào cũng có, chính xác luôn. Lúc nào cũng có những cái anh xương đen và một cái đầu xương đen trong đây ha. Miễn phí, nên mình có thể nhặt thoải mái luôn. Rồi một cái ủng kim cương. Còn gì khác không? Ngoài chỗ này ra thì còn một chỗ có đồ xịn nữa. Hình như là cái... Ủa, chỗ đó đâu ta? Này, bên đây. Mặc định là chỗ này lúc nào cũng có cái vật tổ trường sinh hết nha. Đó, một chút trái táo vàng nữa. Đồ miễn phí hết luôn. Hình như bắt đầu độ khó nó đã tăng lên rồi hay sao rồi cơ. Trong màn đêm, kẻ mà mình săn hổm rài đã xuất hiện rồi. Ở đây là một con Mutant Zombie nhưng mà chỉ có một sao thôi. Nó bị... Kìa nó đập kìa. Nó đập kìa. Ủa sao mình chặt nó không tới? Con này mình phải... Không ổn rồi, nó đang chuẩn bị hồi sinh lại đó. Không cho hồi sinh. Người hồi sinh là ta sẽ cho người xỉu tiếp. Người hồi sinh đi. Hồi sinh đi. Ui. Hồi sinh đi. Rồi nó chết rồi. Sao nhiều lần hồi sinh như vậy thì nó cũng đã chết rồi ha. Và nó sẽ cho mình cái được gọi là Hook Hammer. Cuối cùng thì mình cũng đã săn được một cái con Mutant Zombie rồi. Bây giờ còn team Skeleton Mutant nè, Reaper Mutant nè, là mình đã chưa. Hai con đó thì mình có chưa có săn được ha. Hy vọng là trong màn đêm này mình có thể săn được thêm hai con đó luôn. Là vừa đẹp á. Mục tiêu của mình là săn hết những cái loài kiểu như là quái vật đột biến ấy. Nhưng mà tiếc thay là lần trước mình tiêu diệt cái con Enderman đó, mình không có kịp nhặt đồ. Không biết là những con Enderman Mutant đó nó có rơi ra đồ gì không á. Và mình muốn test thử cái Hook Hammer này, cây đánh những cái con quái vật nó sẽ trông ra sao. Test lên cừu bò thì chắc chắn là một hit sẽ chết rồi nè. Bình thường tay không mình đấm một cái cũng chết mà. Để test thử coi. Đây. Với cái Hook Hammer thì sao? Ui con này nó đi gì kì á. Con zombie đi gì kì á. Trời, một cái chỉ mất được 20 máu nữa thôi.
không quan sát được những cái con mà tầm 50 máu. Cũng đúng, cái này nó chỉ có 9 sát thương thôi à. Mà nó đánh như đó là tốt lắm rồi. Nhưng mà mấy con dơm bay mà con là một hit vẫn chết nhá. Một chuyến khám phá với một set đồ mới và một cái khiên mới tương đối là tốt á. Và mình còn sang được thêm một con Mutant Zombie rơi ra cái hammer này. Nói chung thì sức tấn công của nó thì ở mức trung bình thôi. Và quan trọng hơn là mình đã khám phá được nửa chặng đường bên thế giới Every Ride rồi. Còn hai cái nhiệm vụ nữa mình cần thực hiện để cho hoàn thành luôn cái thế giới Every Ride đó ha. Hy vọng mình sẽ sớm thực hiện nó trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.